Được biết đến với vai trò giọng ca chính trong nhóm nhạc nam đình đám bậc nhất xứ sở kim chi EXO, Chen dường như là một mảnh ghép không thể thiếu hụt trong đội hình bởi phong cách ca hát đặc biệt của anh đã góp phần làm nên những tác phẩm để đời. Nhờ giọng hát trời phú và tài năng nổi bật mà không phải ai cũng có được, Chen đang từng ngày bước những bước đi xa hơn, tươi sáng hơn trên con đường sự nghiệp hoạt động âm nhạc của mình. Sĩ trẻ triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc cùng với giọng ca trời phú và phong cách hát vô cùng đặc biệt đã góp phần làm nên những thành công rực rỡ của nhóm nhạc đình đám EXO. Ngoài ra, anh còn có sự nghiệp solo vô cùng thành công, một trái tim vô cùng nhân hậu và ấm áp, sở hữu nhân cách vàng được nhiều người yêu quý. Chen, mảnh ghép đặc biệt tài năng của EXO. Chen và hành trình trưởng thành cùng EXO. Chen tên thật là Kim Jong-dae, anh chính thức ra mắt khán giả vào năm 2012 với tư cách hát chính trong nhóm nhạc nam EXO. Tuy chỉ mới thực tập được chưa đầy 6 tháng tại SM Entertainment, nhưng nhờ giọng hát truyền cảm đầy nỗ lực của mình, Chen đã nhanh chóng gia nhập vào đội hình của EXO và đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nhóm. Theo đánh giá của giới chuyên môn, kỹ năng thanh nhạc của Chen dường như đã đạt đến mức thượng thừa bởi âm vực cao và cảm xúc anh truyền tải trong từng lời hát thường đi sâu vào lòng khán giả. Điều này giúp EXO luôn có những ca khúc chất lượng. Không chỉ giỏi ca hát, tài năng nhảy hay phong cách biểu diễn trên sân khấu của Chen cũng nhận được vô số lời khen ngợi khi anh luôn có những pha xử lý sự cố trên sàn diễn vô cùng chuyên nghiệp và khéo léo lọt vào ống kính của người hâm mộ. Bên cạnh những hoạt động cùng EXO, Chen cũng được công ty quản lý tin tưởng chọn mặt gửi vàng cho những dự án nhóm nhỏ như EXO CBX cùng hai thành viên còn lại là Baekhyun và Siumin. Sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của EXO đang ngày một tiến triển và có được những thành tích ngoài mong đợi, giúp họ trở thành nhóm nhạc nam được yêu thích nhất Hàn Quốc. Con đường âm nhạc của Chen cũng nhờ đó mà rộng mở thêm. Giờ đây, mỗi khi ai đó nhắc về bài hát của EXO thì chắc hẳn sẽ không thể quên được giọng hát đặc biệt và đầy cảm xúc của Kim Jong-dae. Chính màu sắc âm nhạc của anh đã góp mình vào những ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm và giúp cho EXO có được thành công như hiện tại. Ngoài việc đảm nhận vai trò quan trọng ở EXO, Chen còn có cho mình những dấu mốc đáng nhớ trên con đường theo đuổi đam mê nghệ thuật khi gặt hái được vô số thành công nhờ việc hoạt động solo. Sự nghiệp hoạt động đơn lẻ của nam thần tượng. Tháng 4 năm 2019, Chen chính thức ra mắt với tư cách một nghệ sĩ solo cùng sản phẩm Beautiful Goodbye do anh sáng tác, mở đầu cho sự thăng hoa trong sự nghiệp của nam thần tượng sinh năm 1992 này. Với giọng hát trầm ấm dạt dào cảm xúc, bản ballad đầu tiên của nam ca sĩ đã nhanh chóng thống trị ngôi đầu bảng ở nhiều chương trình âm nhạc nổi tiếng tại Hàn Quốc và đem về vô số thành tích ngoài mong đợi. Đầu tháng 10, Chen trở lại đường đua âm nhạc với album Dear My Dear cùng ca khúc chủ đề Show We, MV là những cảnh quay xen kẽ về câu chuyện tình yêu lãng mạn của cặp đôi trong một không gian được lựa chọn vô cùng chỉnh chu. Bên cạnh đó, biểu cảm gương mặt có chút đau lòng của Chen trong video đã khiến cho dòng tâm trạng của bài hát được đẩy lên cao trào. Ca khúc ngay sau đó nắm giữ vị trí thứ nhất trên nhiều bảng xếp hạng nhạc số của các chương trình lớn tại xứ Hàn và thu về một lượng người nghe vô cùng lớn giúp Chen vượt qua những đối thủ nặng ký để vươn lên thứ hạng cao nhất. Chen đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong nền âm nhạc Hàn Quốc khi anh vinh dự thắng giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp solo ở hạng mục Nam ca sĩ xuất sắc nhất tại Korean First Brand Awards 2020. Ngoài việc phát hành những sản phẩm riêng, Chen cũng nhận được không ít phản hồi tích cực khi tham gia hát nhạc phim cho một số dự án truyền hình nổi tiếng. Thậm chí người hâm mộ còn gọi anh là ông hoàng nhạc phim vì quá yêu mến giọng hát của chàng trai này. Điển hình là ca khúc Best Luck, It's Okay, That's Love OST, một bản tình ca ngọt ngào được viết cho câu chuyện đẹp đẽ của hai nhân vật chính và nhờ những cảm xúc mà Chen truyền đạt đến khán giả qua những câu hát, bất kỳ ai khi nghe cũng đều phải rung động xao xuyến. Best Luck nhanh chóng đạt vị trí thứ nhất trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến tại Hàn Quốc và giúp Chen giành chiến thắng tại hạng mục nhạc phim xuất sắc nhất trong liên hoan phim trẻ quốc tế Seoul lần thứ 16. Nhắc đến bộ phim truyền hình đình đám Hậu Duệ Mặt Trời, hẳn người hâm mộ sẽ không thể không nhớ tới ca khúc từng làm mưa làm gió một thời Everytime do Chen và nữ ca sĩ Punch cùng nhau thể hiện. Bài hát ngay lập tức chiếm lĩnh mọi ngôi vị cao nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc chỉ sau khi vừa ra mắt được một thời gian ngắn. Everytime được đánh giá là một sự kết hợp vô cùng xuất sắc của Chen và Punch khi họ đều theo đuổi dòng nhạc ballad và sở hữu chất giọng ngọt ngào ấm áp đúng như nội dung của bộ phim, thậm chí đến tận bây giờ nhiều người vẫn thường xuyên nghe ca khúc này.
Tôi hy vọng những giai điệu của mình có thể xoa dịu và an ủi mọi người, không chỉ giúp đỡ những người đang buồn bã, nói với họ mọi chuyện rồi sẽ ổn, mà còn khiến những người khác cảm thấy dễ chịu, rằng tôi hiểu những gì họ đang cảm nhận, Jen chia sẻ. Bên cạnh đó, những bản nhạc phim khác do Jen thể hiện như Beautiful Accident hay For You cũng mang lại cho anh những thành công ngoài mong đợi trong sự nghiệp hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo của mình. Chàng ca sĩ có một trái tim ấm áp. Jay được đánh giá là một trong những thần tượng có trái tim ấm áp nhất của K-pop bởi chẳng những sở hữu vẻ ngoài long lanh đầy nam tính mà anh còn thường xuyên quan tâm chăm sóc lo lắng cho mọi người xung quanh. Không chỉ vậy, Jay luôn khiến cho người hâm mộ phải tự hào khi tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện và đóng góp cống hiến cho cộng đồng. Việc làm của Jay hoàn toàn được giữ bí mật, anh âm thầm thực hiện mà không cần khoe mẽ ồn ào. Tôi nghĩ chính sự tử tế và tính cách chân thành là điều đã giúp cậu ấy vượt qua mọi thử thách, khó khăn để viết tiếp ước mơ, làm việc chăm chỉ, chưa bao giờ đánh mất mục tiêu của mình và vì thế bây giờ cậu ấy đã trở thành một thành viên trong một nhóm nhạc nổi tiếng hôm nay, một người thân của Jen bày tỏ. Được biết, Jen là một con người vô cùng kiên định, quyết tâm và có mục tiêu rõ ràng khi anh luôn cố gắng hết sức mình để đạt được ước mơ, dù cho chặng đường phía trước có nhiều chông gai đến nhường nào. Chàng ca sĩ sinh năm 1992 này luôn chu đáo, ân cần với cả những người hâm mộ của mình. Anh thường xuyên hỏi han sức khỏe mọi người và nhắc nhở họ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể làm được nhiều việc có ích. Chàng lúc nào cũng dành tình cảm biết ơn dành cho khán giả. Tôi không thể nói lời cảm ơn với từng người một, nên tôi sẽ cố gắng đền đáp tình cảm của các bạn bằng những sân khấu nồng nhiệt hơn, những bài hát tuyệt vời hơn. Mới đây, giọng ca chính thức của nhóm nhạc EXO bất ngờ thông báo với công chúng rằng anh sắp kết hôn cùng bạn gái ngoài ngành bằng một bức thư tay làm dậy sóng cộng đồng mạng, khiến không ít khán giả bàng hoàng trước sự đột ngột này. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa Jen sẽ tạm dừng sự nghiệp âm nhạc tại đây, bởi một khi tình yêu dành cho nghệ thuật vẫn còn nồng nàn thì anh chàng sẽ giữ vững ngọn lửa đam mê của mình và không ngừng tiến về phía trước. Có thể nói Jen là một con người hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố, tài năng, ngoại hình và cả nhân cách, khiến anh luôn hoàn hảo trong mắt người hâm mộ và là một ca sĩ trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.